phiên bản, giá bán và màu sắc của Forerunner 2023 tại Việt Nam. Runner thế hệ mới có 6 phiên bản bao gồm XL, XLS, XLT, Y-Tech sẽ được giao đến tay khách hàng Việt Nam vào cuối tháng 9 năm 2022. Giá bán Forerunner 2023 đã bao gồm VAT, cụ thể cho từng phiên bản như sau. Runner 2023 thế hệ mới có 8 màu sơn gồm bạc, ghi ánh thép, đen, xanh dương, trắng, nâu ánh kim, đỏ cam và vàng luce chỉ có ở bản Y-Tech. Ngoại hình và trang bị ngoại thất bản Forerunner XLS 2 cầu AT giá 756 triệu đồng sẽ giống hệt với hai phiên bản XLS MT và XLS AT với đèn pha, đèn hậu halogen, kính hậu chỉnh điện, bệ bước màu đen, kính hậu chỉnh điện, mâm hợp kim nhôm 16 inch 255, 70:16. Điểm nhận biết khác biệt duy nhất ở ngoại thất Forerunner XLS 2 cầu AT 2023 mới chính là logo 2 cầu ở đuôi xe. Runner 2022 bản XLS 2 cầu AT có kích thước lần lượt là 5362, 1918, 1875mm, chiều dài cơ sở 3270mm, khoảng sáng gầm 235mm. Forerunner 2023 bản XLS 2 cầu AT sẽ có lót thùng xe tùy chọn khi mua tại đại lý. Phần thùng xe của phiên bản này vẫn giữ nguyên các tiện ích trên Runner 2023 như vạch đo chiều dài, nơi gắn kẹp cố định đồ vật, bệ bước hông để lên thùng sau. Nội thất trên Runner XLS 2023 được trang bị màn hình trung tâm cỡ lớn 10 inch kết nối sinh 4, Android Auto, Apple CarPlay không dây, âm thanh 6 loa. Ghế xe vật liệu nỉ, ghế lái chỉnh tay, chìa khóa cơ, điều hòa cơ, vô lăng tích hợp các nút bấm điều khiển hệ thống giải trí, trợ lực lái điện, cụm đồng hồ lái dạng kỹ thuật số 8 inch. Điểm khác biệt đáng kể nhất của bản XLS 2 cầu AT ở nội thất là cụm điều chỉnh chế độ gài cầu, khóa vi sai cầu sau. Hàng ghế sau của xe không có tựa tay ở giữa, không có điều hòa hàng ghế sau. Runner XLS 2 cầu AT được trang bị động cơ dầu 2.0 turbo i4T, ghi mạnh 170 mã lực tại 3.500 vòng trên phút và mô men xoắn 405 tại 1.750 đến 2.500 vòng trên phút. Hộp số tự động 6 cấp, gài cầu điện tử và khóa vi sai cầu sau. Trang bị an toàn trên XLS 2 cầu AT khá đầy đủ tính năng cơ bản với 6 túi khí, camera lùi, phanh ABS, EBD, kiểm soát chống lật, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, cruise control. Trang bị an toàn trên XLS 2 cầu AT khá đầy đủ tính năng cơ bản với 6 túi khí, camera lùi, phanh ABS, EBD, kiểm soát chống lật, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, cruise control. Nếu so với bản XLS AT thì bản XLS 2 cầu AT chỉ khác biệt ở hệ dẫn động 2 cầu, ngoài ra các trang bị khác đều giống nhau. Hay nói cách, chênh lệch 68 triệu đồng là ở hệ dẫn động 2 cầu. Nếu so XLS 2 cầu AT với bản cao hơn 74 triệu đồng là XLT 2 cầu AT, thì bản XLT có thêm các trang bị như đèn pha, đèn DSL LED, lưới tản nhiệt đẹp hơn, mâm xe lớn hơn 17 inch so với 16 inch của XLS, gạt mưa tự động, kính hậu gập điện, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, vô lăng bọc da. Tóm lại, Runner XLS 2 cầu AT giá 756 triệu đồng phù hợp cho khách hàng tìm kiếm một chiếc bán tải 2 cầu AT rẻ nhất trên thị trường, với trang bị cơ bản. Nếu có chi phí dư giả hơn và quan trọng trang bị cũng như ngoại hình đẹp hơn, thì nên bỏ ra thêm 74 triệu đồng để mua bản XLT 2 cầu AT.